Dạ vâng, em Hải xin chào toàn thể các bác ạ. Trong clip ngày hôm nay, em xin được trân trọng giới thiệu tới các bác một sản phẩm nhập khẩu chính hãng của thương hiệu D-Biotic. Và đây là một sản phẩm, một giải pháp cho các bác nào đang muốn nâng cấp chất lượng, chất âm bộ dàn, nghe nhạc hoặc là karaoke. Thì đây là một chiếc nâng tiếng được tích hợp cho mình. Đấy, thêm một chức năng giải mã âm thanh DAC rất là cao cấp nữa. Đấy, thì các bác ngày trước phải sử dụng là một cục giải mã DAC riêng, một chiếc nâng tiếng riêng ở trên bộ dàn, đúng không ạ? Là phải hai sản phẩm. Nhưng hiện tại thì có thể là tối ưu hóa, tối giản nhất bộ dàn. Đấy, thì kết hợp trong cùng một sản phẩm, vừa nâng tiếng và vừa giải mã DAC và giải mã đến độ âm nhạc, giải mã âm thanh rất là cao ạ. Thì giới thiệu các bác, đây là mẫu sản phẩm phiên bản mới 2024 của nhà hãng DB Acoustic, model là LX DAC 8. Thì tổng thể sản phẩm này về sẽ có hai phiên bản màu, một màu trắng và màu đen, rất tùy thuộc vào những cái cấu hình bộ dàn vốn có của các bác để các bác lựa chọn tông màu và phối ghép vào cho đồng bộ dàn ạ. Thì thiết kế của chiếc nâng tiếng có giải mã này thì thiết kế sơn màu đen sẽ là sơn nhám nhé, sơn đen nhám là kiểu sơn dùng cho iPhone ấy. Đen nhám là chống bám vân tay ạ. Đây cũng vậy, đây các bác này, nhìn thấy không? Tay em sờ vào này. Đấy. Logo DB Acoustic. Một màn hình Mica rất là to ở đây để hiển thị thông số. Ở đây là chức nâng tiếng, nhưng mà khác với các chức nâng tiếng khác là có phím volume vặn. Thì đây là công nghệ số, để các bác nhấn nút xong đó quay control ở đây. Ví dụ các bác chỉnh bass và nhấn vào nút phím low này. Hai là chép, tune là trung. Đấy. Input này. Thông qua nâng hay không qua nâng bypass. Và sử dụng control này để xoay volume to, nhỏ, ít, nhiều. Đấy, và nút nguồn ở phía bên phải này. Model sản phẩm LX DAC 8. Đấy, control các bác nhìn này, nhìn cũng rất là chất này. Control này thì chiết áp là chiết áp bằng bi nhé. Vặn nó rất là thích và rất là sướng. Em nói chung là về thiết kế tổng thể của chiếc nâng tiếng mặt trước này, chiếc nâng tiếng LX DAC 8 này, thì em thấy thiết kế nó rất là đẹp và bắt mắt, thì rất là hiện đại. Nhìn vào đây thì nó sẽ điểm nhấn trên bộ dàn các bác nếu có thiết kế chiếc nâng tiếng giải mã DAC này. Và phía sau thì điện nguồn vào là sử dụng điện nguồn 220. Tín hiệu đầu vào sẽ có 3 kiểu cắm và 3 kiểu tín hiệu, gồm là input, AUX, cắm MOSFET và cổng quang optical và Bluetooth. Đầu ra thì sẽ có 2 kiểu cắm, một là bằng hoa sen, rắc đỏ trắng đây, và bằng rắc ca đông. Thì nếu các bác mua các sản phẩm như nâng tiếng DAC này bên em, thì em sẽ tặng các bác một cặp dây ca đông khá là tốt, để các bác có thể là cắm với những thiết bị như là vang số, vang cơ. Những thiết bị như là nâng tiếng giải mã này thì các bác nên đặt ở bên trên cùng của bộ dàn nhé. Tức là tín hiệu TV hoặc điện thoại sẽ vào nâng tiếng trước, sau đó từ sản phẩm này xuống vang, sau đó mới xuống đẩy. Logo nhà hãng D-Biotic viết tắt chữ D in dập trực tiếp lên khuôn vỏ đây. Và tem kích hoạt bảo hành và cũng như là tem chống hàng nhái, hàng giả của hãng các bác nhé. Ok, em sẽ cắm chiếc nâng tiếng này lên để thử chất âm có nâng tiếng và không có nâng tiếng cùng các bác trải nghiệm nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi ạ. Và bây giờ thì em đã đấu trực tiếp nâng tiếng DAC này trên bộ dàn, đấu tín hiệu trực tiếp vào nâng này, sau nâng xuống đẩy, không qua vang, không qua xử lý này, để các bác nghe âm thanh sau khi qua nguyên bình nâng các bác nhé. Đấy, thì tinh chỉnh, nếu các bác muốn tinh chỉnh ở chiếc nâng tiếng có giải mã này thì có thể chỉnh bằng bát, bằng cách là nhấn vào phím low. Đấy, hiện lên này, các bác dùng control này, tăng này, giảm này. Đó. Hai là chép, nhấn đây. Giảm này, tăng. Đó. Và trung, khuếch đại 50Hz, 100Hz, input đầu vào thì Bluetooth này, AUX và optical cổng quang, qua nâng là tắt nâng này là off, bật nâng là on. Ok, đơn giản vậy thôi. Ok, bây giờ sẽ mời các bác cùng nghe em đoạn nhạc. Em đang để on nhé, là đang bật nâng ạ.
như em với anh. Này người yêu, em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thật, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong. Đây là đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo gió khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta nay đã rời tay. Dạ vâng, sau khi âm thanh qua chiếc nâng tiếng kết hợp giải mã này, các bác có thể thấy là âm thanh cho ra nó sâu sắc hơn, sâu lắng hơn đúng không ạ? Chép bát, nó tí tách, nó mềm mại hơn đúng không ạ? Thì đây không chỉ là nâng tiếng mà nó còn kết hợp cả giải mã DAC trong cùng một sản phẩm đúng không ạ? Nâng tiếng là khuếch đại âm thanh và kết hợp cùng với nó là giải mã âm thanh nữa. Một chiếc sản phẩm rất là ý nghĩa và đặc biệt nhất là một cái giải pháp dành cho các bác nào và đang mong muốn tìm những sản phẩm xử lý âm thanh tốt, xử lý bộ dàn ở trên cả những bộ dàn nghe nhạc hay là những bộ dàn karaoke ạ. Ok, các bác nào quan tâm đến chiếc nâng tiếng DAC, chiếc nâng tiếng LX DAC 8 của thương hiệu Devotic có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại online. Thì cơ sở miền Bắc các bác liên hệ trực tiếp là 0919182223. Cơ sở miền Nam các bác liên hệ cho em Hải số điện thoại là 0982352313. Ok, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Alo. Và sản phẩm này thì có giá rất là tốt thôi nhé, các bác liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất tại Hiếu Minh Audio ạ.